Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại ngã tư Làng Hậu Xanh. Mình đi ruộng về, tình cờ gặp một anh đi đánh chim về. Mình hỏi ông thử nha, chút nữa các bạn xem chân mình đi hỏi ông thử, ông có bán cho mình không. À, chút nữa các bạn xem ông này nha. Anh chào anh Dũng. Anh Dũng à, hồi nãy anh Dũng đi bắt chim về không? Anh Dũng à, có thể giao cái số chim này cho em được không? Được, tiểu thư. Rồi chút nữa mình phóng xin mấy con đây. Mấy con này anh Dũng? 30 con. À, chim này là chim kêu kêu chim gì? Chim sơn ca. Ủa, chim sơn ca hả? Ủa, ở đây sao có chim sơn ca? Có chứ, ở đây chim ca nhiều lắm. Phải không? À, anh à, nếu mà chim này anh à, nếu mà anh à, giao cho em là anh lấy bao nhiêu tiền? Chịu thôi. Bao nhiêu? Chịu. Mấy con trong này? 30. Mà chim này có giá trị không? Trời, chim sơn ca anh Thanh. Ờ vâng, chút nữa anh chị em xem mình để, tại vì thấy ổng làm mấy con này tội quá, sợ bỏ mấy đứa con ở ngoài nhà không có ai nuôi. Bây giờ chút nữa chú sẽ thả mấy cháu đi nha. Thấy ông Dũng né né chút nha. Thấy không, em mày bỏ vô chảo á. Thu mấy con chim này để mình và anh Dũng cầm giùm mấy bắt con mình thôi cho mình thôi. Đây, con lấy một. Đó, này, lấy đứa đây nè. Một con loại hai chắc không thấy được. Rồi thử coi. Rồi. Con rồi. Con lại con thứ mấy? Con thứ ba. Con thứ ba đây. Thứ ba bà đó. Đây. Bốn con phải không? Bốn rồi. Đây bốn này. Đây con này. Năm. Con này. Bay hết. Ừ, con tùm lắm. Bay hết. Con về con nhớ nuôi con cẩn thận nha, đừng à, tới ông này hay gặp ông này đừng đừng lén lén chút nha. Rồi. Hộp kết thả, đây là hộp kết thả. Nè 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 cho này nha. Rồi bay tiếp. Nè nha con nha, đừng có bay vô lưới ông Tùng nữa. Rớt xuống con. Nè lên con. Rớt xuống con. Trời bạn nha.